nữ thần tự do chuyển sang nữ thần hài hước. Cuối cùng thì cũng tạp nham hết cả. Dẹp đi, không phù hợp với quê hương Việt Nam. Nhìn phát chán, mất hình tượng quá. Đó là những lời bình luận của cộng đồng mạng sau khi hình ảnh về bức tượng nữ thần tự do trong điểm dừng chân An Sapa ở thị xã Sapa của một người dân địa phương được chia sẻ rộng rãi. Không giống như nguyên mẫu, bức tượng được dựng lại bán thân và có khuôn mặt khác lạ. Ngoài bức tượng nữ thần tự do thì điểm check-in này còn có các biểu tượng nổi tiếng khác như tháp nghiêng Pisa, Ý, tháp Eiffel của Pháp, đường hoa Nhật Bản, đường trúc Trung Hoa và đã được đưa vào hoạt động từ tháng 2, tuy chưa được cấp phép. Đây là một cái điểm du lịch, điểm check-in tự phát mà do chủ cơ sở áp dụng một số cái mô hình ở các cái địa phương khác của Việt Nam đầu tư xây dựng ở trên Sapa. Tuy nhiên là các bạn ấy đang chưa thực hiện theo đúng quy trình của Ủy ban nhân dân thị xã. Hiện tại bây giờ sẽ tạm dừng cái hoạt động đấy đã. Làm thế nào để tháo gỡ cho tất cả các bên liên quan để Sapa thì có điểm check-in đẹp, còn chủ cơ sở không bị ảnh hưởng quá nhiều về vấn đề kinh phí. Cũng theo thống kê của địa phương, trên địa bàn thị xã Sapa, thời gian gần đây, những điểm dừng chân check-in mọc lên như nấm sau mưa. Hiện có tới hơn 20 điểm check-in do người dân xây dựng chưa được xin phép, đặt ra thách thức lớn trong công tác quản lý ở địa phương. Trên thực tế thì có rất nhiều điểm check-in nó cũng không được đẹp và nó gây ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như sự an toàn cho khách du lịch, nên thị xã Sapa đã có ban hành một cái văn bản hướng dẫn mới và bắt đầu từ hôm nay thì đội kiểm tra liên ngành của thị xã sẽ đi kiểm tra từng cơ sở một. Trước Sapa, tỉnh Lâm Đồng cũng từng phải đóng cửa khu du lịch Quỷ Núi để thanh tra về những bức tượng có hình ảnh phản cảm, kinh dị, ma quái, trái thuần phong mỹ tục và không phù hợp với cảnh quan thành phố Đà Lạt, cũng cùng một lý do là chưa được thẩm định. Có thể sau những lên án gay gắt của cộng đồng mạng, các bức tượng đã được mặc quần áo hay được chỉnh sửa để khuôn mặt trở nên bớt đột biến hơn, nhưng đó chỉ là những biện pháp tình thế. Trong khi khách du lịch cần một không gian tham quan chỉn chu, lành mạnh ngay từ khi được mở cửa đón khách, chứ không phải sau khi tượng nữ thần tự do được tự do đón khách trở lại.